Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi những thông tin cập nhật mới nhất về giá cà phê và giá hồ tiêu chiều hôm nay, ngày 22 tháng 2 năm 2024 trên kênh Phụ Nữ TV, kênh chuyên cập nhật những thông tin về giá cà phê và giá hồ tiêu hàng ngày. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và ủng hộ cho kênh trong thời gian qua. Chúc các bạn buổi chiều vui vẻ. Thưa các bạn, chưa khi nào mà giá cà phê và giá hồ tiêu trong nước lại tăng nóng liên tục như thời gian này. Theo cập nhật mới nhất của chúng tôi, chiều hôm nay, ở các khu vực trọng điểm, các đại lý tiếp tục đẩy giá thu mua cà phê và hồ tiêu tăng cao. Theo đó, giá cà phê ghi nhận mức cao nhất tới 84.200 đồng một kg, còn giá hồ tiêu ghi nhận mức cao nhất là 96.500 đồng một kg. Sau đây là những thông tin chi tiết. Mời quý vị và các bạn theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, ghi nhận, chiều hôm nay, giá cà phê trong nước hiện đang được thu mua trong khoảng 83.000 đồng tới 84.200 đồng trên kg. Cụ thể, tại tỉnh Lâm Đồng, giá cà phê tại huyện Lâm Hà và thành phố Bảo Lộc, mức giá là 83.000 đồng trên kg. Khu vực huyện Đức Trọng và huyện Di Linh, ghi nhận mức giá cà phê là 83.000 và 82.900 đồng trên kg. Tỉnh Đắk Lắk, khu vực huyện Cưm Ga mức giá là 84.100 đồng trên kg. Huyện A Leo và thị xã Buôn Hồ, giá cà phê là 83.800 đồng trên kg và 83.900 đồng trên kg. Ở các huyện Cư Cù In, Krông Năng và huyện Krông Park, giá cà phê thu mua quanh mức 84.000 đồng và 83.900 đồng 1 kg. Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai, khu vực thành phố Pleiku và huyện Egrai, mức giá là 83.800 đồng trên kg. Tại khu vực huyện Chư Prong và huyện Chư Sê, giá cà phê là 83.700 đồng trên kg. Giá cà phê tại tỉnh Đắk Nông, khu vực thành phố Gia Nghĩa và huyện Đắk Miêu có mức giá là 84.200 đồng trên kg. Ở khu vực huyện Đắk Lấp và huyện Đắk Song mức giá là 84.100 đồng trên kg. Tại tỉnh Kon Tum, khu vực huyện Đắk Hà, huyện Ngọc Hồi, giá cà phê được thu mua quanh mức là 83.800 đồng trên kg. Tại khu vực huyện Đắk Lây, giá cà phê là 83.700 đồng trên kg. Tại tỉnh Đồng Nai, giá cà phê được thu mua quanh mức 83.900 đồng trên kg. Trong khi đó, tại tỉnh Bình Dương, giá cà phê được thu mua quanh mức 84.100 đồng trên kg. Đối với giá cà phê được giao tới cảng thành phố Hồ Chí Minh, sáng nay ghi nhận quanh mức giá là 84.200 đồng trên kg. Ghi nhận trên thị trường tự do, chiều nay ở các đại lý và công ty thu mua tới quanh mức giá là 84.000 đồng 1 kg. Về tình hình giá hồ tiêu trong nước chiều hôm nay, ngày 22 tháng 2 năm 2024, ghi nhận ở các địa phương trong điểm, giá tiêu tăng thêm 2.000 đồng tới 2.500 đồng trên kg. Hiện giá tiêu được thu mua trong khoảng là 93.500 đồng tới 96.000 đồng trên kg. Tại hai địa phương là tỉnh Đắk Lắk và tỉnh Đắk Nông, giá tiêu chiều nay được thu mua quanh mức 95.000 tới 95.500 đồng trên kg, tăng mạnh thêm 2.000 đồng trên kg. Tại tỉnh Gia Lai, giá tiêu được thu mua đầu giá là 93.500 đồng trên kg. Mức giá này cũng được ghi nhận tại tỉnh Kon Tum. Trong khi đó, giá hồ tiêu tại tỉnh Phú Yên chiều nay ghi nhận quanh mức là 93.600 đồng trên kg. Giá hồ tiêu tại tỉnh Lâm Đồng chiều nay ghi nhận quanh mức là 95.000 đồng trên kg. Trong khi đó, tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, giá hồ tiêu được thu mua với mức giá 96.000 đồng 1 kg. Tại tỉnh Bình Phước, giá tiêu sáng nay là 96.500 đồng trên kg. Và giá hồ tiêu tại tỉnh Đồng Nai chiều nay ghi nhận quanh mức giá là 95.000 đồng trên kg. Quý vị và các bạn vừa theo dõi những thông tin cập nhật về giá và phê và giá hồ tiêu chiều ngày 22 tháng 2 năm 2024 trên kênh Phố Núi TV. Chúc quý vị và các bạn buổi chiều vui vẻ. Các bạn xem video, hãy ủng hộ miễn phí cho kênh một like và một đăng ký kênh. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.